Thủy Linh chào đón quý khán thính giả đang theo dõi channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 9. Và sau đây là các bản tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Những tiến bộ mới đáng chú ý của lực lượng Ukraine trên mặt trận phản công. Một động thái chưa từng có của chính quyền Tổng thống Biden nhằm cải thiện chăm sóc cho hơn 1,2 triệu người Mỹ. Thêm cựu thủ lĩnh Proud Boys lập kỷ lục về mức án dài nhất trong vụ 6 tháng 1 các quan chức bầu cử tiểu bang đang âm thầm thúc đẩy nỗ lực loại ông Trump theo tù chánh án thứ 14. Tòa ra lệnh, ông Trump phải làm chứng trong vụ kiện của đặc vụ FBI. Đồng bị cáo Trump, Kenneth Israel, dãy nảy khi có tin sẽ bị xét xử cùng phiên tòa với luật sư trung âm mưu Sidney Powell. Bê bối mới, cựu đặc vụ FBI Kai, Rudy Giuliani trở thành công cụ cho tình báo Nga. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby hôm qua 1 tháng 9 cho các phóng viên hay. Tòa Bạch Ốc đã ghi nhận những tiến bộ đáng chú ý trong chiến dịch phản công của Ukraine dọc theo mặt trận phía Nam tại vùng Zaporizhia trong 72 giờ qua. Theo hãng tin Reuters, ông Kirby nhấn mạnh quyết định về việc tận dụng thành công như thế nào là do Kiev. Nhưng ông cũng cảnh báo điều đó không có nghĩa là họ không lưu tâm đến việc họ vẫn phải đối mặt với những cuộc giao tranh khó khăn phía trước khi họ cố gắng tiến xa hơn về phía nam hoặc trước khả năng nga phản công. Trong cùng một ngày, bộ trưởng ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cũng cho CNN hay lực lượng Ukraine không thất bại mà đang tiến lên phía trước trong chiến dịch phản công. Trả lời CNN, ông Kuleba khuyên những người chỉ trích tốc độ của chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine hãy hiểu rằng lực lượng Ukraine đang trải qua những gì. Trước đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, quân đội Ukraine tiến tục các hoạt động phản công gần Bạc Mướn ở Donetsk và phía tây Zaporizhia và đã tiến vào cả hai khu vực của mặt trận. Đoạn video định vị địa lý thu được cho thấy, lực lượng Ukraine đã tiến nhẹ về phía tây bắc Klitschivka, cách Bạc Mướn khoảng 7 km về phía tây nam. Ở một diễn biến khác, một máy bay không người lái drone của Ukraine đã tấn công một thị trấn ở miền Tây nước Nga, nơi đặt một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của đất nước này. Mặc dù không có thiệt hại nào được báo cáo, theo các quan chức Nga cho biết hôm 1 tháng 9, Nga cũng đã nhiều lần dùng máy bay không người lái một chiều chứa chất nổ tấn công Ukraine. Các thiết bị này rẻ hơn nhiều so với hỏa tiễn và có thể khó khăn và tốn kém hơn cho các hệ thống phòng không trong việc đánh chặn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với các học sinh Nga vào ngày 1 tháng 9, khi bắt đầu năm học mới, rằng chiến thắng của Nga trong Thế chiến thứ hai đã chứng minh rằng đất nước của họ là bất khả chiến bại. Tôi hiểu tại sao chúng ta giành chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại nhà lãnh đạo nga nói trong một bài giảng nhằm củng cố lòng yêu nước trong trường học không thể đánh bại loại quốc gia này với thái độ như vậy chúng ta hoàn toàn bất khả chiến bại và bây giờ chúng ta cũng vậy cái gọi là các cuộc đối thoại quan trọng của điện kremlin đã được giới thiệu trong các trường học sau khi cuộc xâm lược toàn diện của nga bắt đầu Quân đội Nga ngày 1 tháng 9 cũng thông báo rằng họ đã đưa hệ thống hỏa tiễn hạt nhân chiến lược mới có tên Sarmat vào làm nhiệm vụ chiến đấu. Đây là loại hỏa tiễn tầm xa có nhiều đầu đằng. Việc triển khai của Nga chưa được xác minh độc lập. Trở lại với Hoa Kỳ, các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, hay còn gọi là nhà dưỡng lão, nhận hỗ trợ từ Medicaid và Medicare sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn nhân sự mới do liên bang đặt ra. Nếu muốn tiếp tục nhận ngân sách từ người đóng thuế. Theo quy định mới được công bố vào thứ Sáu của chính quyền Tổng thống Biden, điều này sẽ được áp dụng cho khoảng 15.000 nhà dưỡng lão. Đây là một động thái chưa từng có của chính phủ liên bang nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,2 triệu người Mỹ. Theo kế hoạch của Tổng thống Biden, một y tá có bằng phải luôn có mặt tại trung tâm và dành ít nhất 33 phút mỗi ngày để chăm sóc mỗi người cao tuổi một trợ lý chăm sóc sẽ cần thêm 2 giờ 45 phút để chăm sóc mỗi người. Kế hoạch này cũng bao gồm 75 triệu đô để khuyến khích nhân viên trung tâm, bao gồm học bổng và hỗ trợ học phí. Bộ trưởng Y tế Xavier Basira cho biết, việc thiết lập tiêu chuẩn nhân sự tối thiểu sẽ nâng cao an toàn cho người dân trong nhà dưỡng lão. Khi các trung tâm thiếu nhân sự, người cao tuổi sẽ phải chịu thiệt thòi. Quy định mới đòi hỏi phải có ý kiến của công chúng và có thể mất nhiều năm trước khi có hiệu lực, đã nhanh chóng bị ngành công nghiệp chỉ trích, cho rằng quy định mới sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la để thực hiện và không giải quyết được tình trạng thiếu nhân sự dài dẳng. Các nhà dưỡng lão từ lâu đã phải vật lộn với việc tìm đủ nhân công. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do các hạn chế về đại dịch quy định về vaccine, công việc mệt mỏi và mức lương thấp hơn so với các công việc khác trong ngành y tế. Katie smith giám đốc điều hành của Leading Age, phê phán. Việc đặt ra tiêu chuẩn nhân sự mà không thể đáp ứng là vô nghĩa. Còn Mike Parkinson, giám đốc điều hành của Hiệp hội Chăm sóc Sức Khỏe Mỹ, gọi đề xuất này là khó hiểu và không có ngân sách. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn cho rằng, điều kiện làm việc tốt hơn sẽ thu hút nhiều lao động hơn Liz Schuller, giám đốc điều hành của Hiệp hội Nghiệp đoàn AFL-CIO, khẳng định. Những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang bị trả lương thấp và không được đánh giá đúng mức. Tổng thống Biden đã cam kết trong diễn văn liên bang 2022. Trong đó, ông chỉ trích vấn đề của ngành công nghiệp là do các nhà đầu tư quá chú trọng vào lợi nhuận hơn là chăm sóc bệnh nhân. Tổng thống khẳng định khi các công ty của phố Ward tiếp quản nhiều trung tâm chăm sóc hơn, chất lượng giảm sút trong khi chi phí tăng lên. Điều này sẽ kết thúc trong nhiệm kỳ của tôi. Ông cũng nhấn mạnh Medicare sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho các trung tâm chăm sóc, đảm bảo người thân của bạn nhận được sự chăm sóc xứng đáng. Thưa quý vị. Những quy định nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và đảm bảo an toàn cho người dân của Tổng thống Biden lại gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ngành công nghiệp là điều dễ hiểu. Một trong những lý do chính mà họ nhanh chóng chỉ trích quy định mới là vấn đề tài chính. Việc tăng tiêu chuẩn nhân sự không chỉ đồng nghĩa với việc tăng lương cho nhân viên mà còn bao gồm cả chi phí đào tạo, tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động ổn định. Điều này sẽ tác động lên ngân sách của các trung tâm chăm sóc đặc biệt là những trung tâm hoạt động dựa vào sự hỗ trợ từ chính phủ. Và ở mức độ sâu hơn, sự phản đối có thể phản ánh một xung đột giữa lợi ích kinh tế và quyền lợi của người dân. Nhiều tổ chức và công ty trong ngành có thể coi việc tối ưu hóa lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, trong khi việc nâng cao chất lượng chăm sóc lại tiêu tốn nhiều chi phí. Thưa quý thính giả, kể từ sự kiện nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021, hậu quả dành cho những kẻ tham gia đang ngày càng nặng nề. Trong tuần này, một số bản án nặng nhất vẫn đang chờ xử. Vào thứ Sáu, Ethan Nordin, một thủ lĩnh của tổ chức Brown Boys, đã bị tuyên án 18 năm tù sau khi được chứng minh vai trò dẫn đầu đoàn người tiến về Điện Capitol vào ngày định mệnh kia. Nordin, 33 tuổi, còn được biết đến với biệt danh Rufio Panman, đã bị kết tội vào tháng 5 về âm mưu nổi loạn cùng một số thành viên khác của Proud Boys như Joseph Biggs và Zachary Rio. Công tố viên liên bang đề nghị mức án 27 năm dựa trên tội cản trở công lý và khủng bố. Luật sư biện hộ John Nordin đã phản đối bằng cách lập luận rằng khách hàng của mình đang trong tình trạng say rượu từ đêm hôm trước. Dù vậy, thẩm phán Timothy Kelly bác bỏ lời biện hộ này cho rằng không có bằng chứng nào xác định Nordin say vào thời điểm đó. Không chỉ Nordin, Stuart Rose, người sáng lập tổ chức cực hữu Oath cũng bị kết án 18 năm tù về tội âm mưu nổi loạn. Điều này thiết lập một kỷ lục về mức án nặng nhất sau sự kiện ngày 6 tháng 1. Trước đó, một thành viên Proud Boys, Dominic Pasola, người đã đập vỡ cửa sổ cho phép làn sóng bạo loạn đầu tiên gây bão Capitol, bị kết án 10 năm tù Điểm đáng chú ý khác là, vào đầu năm nay, sau một phiên tòa kéo dài hàng tháng, thủ lĩnh cao nhất của Brown Boys, Enric Tarrio, cũng dự kiến sẽ phải đối diện với án phạt vào thứ Ba tới. Trong khi đó, nếu ông Trump muốn có tên trong danh sách ứng cử viên năm sau tại 50 bang, trước hết, ông có thể phải đối diện với một cuộc chiến pháp lý chưa từng có liên quan đến điều khoản nổi loạn của tu chánh án thứ 14. Có hai cách để thử nghiệm lý thuyết này. Một chiến lược là cho các chính trị gia, nhóm ủng hộ hoặc thậm chí cả những người bỏ phiếu độc lập để đơn kiện, yêu cầu tòa xác nhận ông Trump không đủ điều kiện tranh cử. Chiến lược này đã bắt đầu được thực hiện với hai đơn kiện gần đây được nộp tại New Hampshire và Florida. Nhưng vào hôm qua tại Florida, một quan tòa đã bác bỏ đơn kiện này. Một lựa chọn khác tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị hơn là cho một hoặc nhiều bằng chấp nhận lý thuyết theo tù chánh án thứ 14 và đơn giản không đưa tên ông Trump vào phiếu bầu. Điều này có thể buộc Trump phải khởi kiện, yêu cầu tòa ra lệnh phục hồi viện ứng cử của mình tại các bang đó. Bất kỳ tình huống nào cũng có thể đẩy các tòa án, và rất có thể là tối cao pháp viện, vào cuộc tranh luận này về ý nghĩa của điều khoản nổi loạn. Một quy định dài 114 từ, được thông qua vào năm 1868 và hiếm khi được giải thích hoặc áp dụng kể từ đó. Cho đến nay, mối đe dọa về việc để đơn kiện chống Trump dưới điều khoản này đang gia tăng tại một số bang, bao gồm New Hampshire, Arizona và tại Michigan. Các quan chức bầu cử bang cho biết, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng tổ chức bầu cử mà không có ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Bộ trưởng Hành chính bang Michigan, Jocelyn Benson thuộc phe Dân Chủ, cho biết bà và các bộ trưởng hành chính bang khác từ Pennsylvania, Georgia, Nevada, New Hampshire và Maine đã bắt đầu trao đổi từ hơn một năm trước về việc chuẩn bị cho những thách thức pháp lý đối với việc ứng cử của Trump. Bà Benson nói với ABC News, Tôi hàng ngày trao đổi với các đồng nghiệp về vấn đề này. Chúng tôi đều nhận ra rằng quyết định của chúng tôi có thể là lần đầu tiên, nhưng không phải là lần cuối cùng và có thể có nhiều điểm quyết định trong suốt chu kỳ bầu cử. Vì vậy, tôi nghĩ rằng công chúng cần chuẩn bị cho việc này là một vấn đề kéo dài với nhiều điểm giải quyết và điểm phát triển trong suốt chu kỳ. Nhưng khi cuộc trò chuyện xoay quanh việc sử dụng quy định của hiến pháp điều 14 tăng lên, một số học giả pháp lý và quan chức bầu cử ngày càng lo lắng về tính thực tiễn của những kiện tụng mới nảy sinh. Tribe, giáo sư luật danh dự của Harvard viết trong một email gửi đến ABC News, chỉ ra về sự không rõ ràng về ai có quyền nộp đơn kiện, và cho biết bạn có thể chắc chắn rằng nhiều bộ trưởng hành chính bàn được tư vấn bởi nhiều chuyên gia pháp lý đang nghiên cứu chi tiết về chế độ luật pháp tại các bàn của họ để đối phó với những thách thức đối với từ các ứng cử của các ứng viên mong muốn trở thành tổng thống. Và theo giáo sư Tribe, Donald Trump có thể tham gia bỏ phiếu sơ bộ ở một số bang cụ thể mà không phải tất cả. Nhưng trường hợp của một bang có thể sẽ được xem xét trước tiên tại tòa sơ thẩm của bang đó. Khi một bộ trưởng hành chính bang bị đưa ra tòa án vì quyết định loại trừ Trump khỏi danh sách bầu cử, trường hợp đó có thể nhanh chóng được đưa lên tối cao pháp viện. Phán quyết tại đây có thể sẽ tạo ra một tiêu chuẩn thống nhất cho những cuộc bầu cử sơ bộ sau này ở các tiểu bang khác. Ông cũng nhấn mạnh, tòa tối cao pháp viện nên can thiệp ngay khi một hoặc vài bang nhận được yêu cầu từ tòa án bang hoặc liên bang. Và lưu ý rằng vụ án cần được xử lý nhanh chóng để tránh sự mơ hồ và không rõ ràng. Cũng xin lưu ý, sau ngày 6 tháng 1, tổ chức Free Speech for People đã đệ đơn kiện pháp lý chống lại dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene và dân biểu Cộng hòa Madison Cawthorn lúc 7 giờ. Họ cho rằng cả hai đều không đủ điều kiện để giữ chức vụ theo điều khoản trong tù chánh án 14 về nổi loạn. Trong trường hợp của bà Green, một thẩm phán đã xác định rằng bà này không tham gia vào sự kiện ngày 6 tháng 1, do đó bà có quyền tái tranh cử. Trong trường hợp của Madison Cawthorn, một tòa án phúc thẩm liên bang đã phán quyết chống lại Cawthorn, nhưng phán quyết này được đưa ra sau khi ông ta đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ 2022. Ở một diễn biến khác, một phán quyết từ tòa phúc thẩm đã quyết định ông Trump phải làm chứng dưới lời thề trong một vụ kiện mà hai cựu điều tra viên FBI đệ trình lên Bộ Tư pháp. Theo tờ Washington Post cho biết, Bộ Tư pháp đã cố gắng ngăn chặn ông Trump không bị ép buộc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc xử lý tin nhắn giữa luật sư FBI Lisa Page và đặc vụ FBI Peter Strzok. Những tin nhắn này đã vạch trần sự phản đối của họ đối với ứng cử viên Trump cũng như mối quan hệ cá nhân giữa họ. Dù hai người này đăng kiện Bộ Tư pháp chứ không phải Trump, họ cho rằng cựu tổng thống đã can thiệp không phù hợp vào cách họ bị đối xử. Đầu năm nay, thẩm phán Amy Berman Jackson cho phép ông Trump ra làm chứng vào thứ Sáu vừa qua, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ quận Columbia đã từ chối đơn khẩn cấp của Bộ Tư pháp để ngăn chặn quyết định của thẩm phán Jackson. Nếu đội luật sư Trump không kháng án, phiên điều trần của ông sẽ diễn ra. Trong một động thái mới, bị cáo Kenneth Chisbrough rõ ràng không muốn bất kỳ ai nhầm lẫn ý tưởng của ông với luật sư nổi tiếng với Kraken, tức đồng bị cáo là bà Sidney Powell luật sư đến từ massachusetts người bị cáo buộc đã âm mưu một kế hoạch điên rồ để giữ ông trump người đã thất cử nếu giữ quyền lực đang cố gắng hết sức để phân biệt mình khỏi một luật sư khác có quan hệ với trump người mà người ta mô tả với nhiều từ như hoàn toàn điên rồ và ngay cả khi bạn nghĩ còn điên hơn thế kenneth chiswell bị cáo buộc đã sáng tạo ra âm mưu về những đại cử tri giả mạo cùng với sydney powell người đã tuyên bố sẽ đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden thông qua một vụ kiện Kraken, đều nằm trong danh sách 19 bị cáo, bao gồm cả chính ông Trump tại Georgia. Tuần trước, Chisrell, người gốc Wisconsin và từng được bạn học đặc biệt danh là The Cheese, đã yêu cầu được xét xử nhanh chóng theo quyền hiến pháp. Một ngày sau, Powell cũng đã làm tương tự. Biện lý quận Fountain, Fannie Willis, sau đó đã yêu cầu một thẩm phán ra lệnh xét xử cả hai người cùng nhau. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, Israel, người mà các bạn học cũ từng không thể tin nổi, làm thế nào một luật sư từng được kính trọng lại dính líu đến Trump và nhóm của ông, đã nộp một đơn yêu cầu tách riêng vụ truy tố của mình ra khỏi Powell, bày tỏ ông không muốn bị xét xử cùng với bà ấy dưới bất kỳ hình thức nào. Theo nội dung đơn đệ trình, xin trích dẫn Ông Chisro chưa từng gặp mặt Sidney Powell. Ông Chisro chưa từng gửi email cho bà Powell và chưa từng nhận email từ bà Powell. Ông Chisro chưa từng gọi điện thoại cho bà Powell và cũng chưa từng nhận cuộc gọi từ bà ấy. Nói tóm lại, không hề có bất kỳ sự liên lạc hoặc giao tiếp trực tiếp nào giữa ông Chisro và bà Powell tương tự không có sự tương quan hay chồng chéo nào giữa những hành động hoặc cáo buộc thực tế liên quan đến ông Chiswell và bà Powell. Chiswell cũng không muốn ai nhầm lẫn ý tưởng riêng biệt của mình với Powell, cho rằng những gì họ đã làm giống như dầu và nước hoàn toàn tách biệt và không thể hòa quyện vào một âm mưu duy nhất. Nếu cả hai được buộc phải xét xử cùng nhau, các công tố viên sẽ cố gắng đặt họ vào cùng một âm mưu lớn theo nội dung của đơn kiện nhưng đơn kiện này lại cho rằng những hành động của Israel không liên quan đến bất kỳ cáo buộc nào dành cho powell thêm vào đó mặc dù ông chisro không biết về lời biện hộ của bà powell chúng có khả năng sẽ đối đầu với nhau đơn đệ trình biết để đạt được một phán quyết công bằng về có tội hoặc vô tội của ông chisro ông ấy cần được tách ra khỏi phiên tòa việc ông Chisrael bị liên kết với bà Powell sẽ gắn liền họ lại với nhau và có khả năng gây ra sự thiên vị lớn. Đơn đệ trình ghi. Vào chiều thứ Sáu, giới truyền thông không thể liên lạc được với Chisrael để lấy ý kiến. Phiên tòa của ông dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 10. Ngày xét xử cho Powell vẫn chưa được xác định. Kính thưa quý vị, một tháng 8 đầy biến động, nhưng không kém phần hứa hẹn. Theo báo cáo từ Bộ Lao động, vào hôm thứ Sáu vừa qua, Mỹ đã tạo ra thêm 187.000 việc làm mới. Một con số khiến nhiều chuyên gia kinh tế phải ngỡ ngàng. Bởi trước đó, dự đoán chỉ là 170.000. Nhưng mặt trái của bức tranh này là mức thất nghiệp đã tăng lên 3,8%, tăng thêm 0,3% so với dự kiến. Quý vị có thể tự hỏi, tháng 8 này có gì đặc biệt? Vâng, dù con số việc làm mới không thay đổi nhiều so với tháng trước, nhưng chúng ta không thể bỏ qua việc Ngân hàng Trung ương Fed đang dự định tăng lãi suất. Và thú vị hơn, sau một thời gian dài từ tháng 3, số lượng người tham gia lực lượng lao động lại tăng thêm 0,2%. Tổng thống Biden không giấu nổi niềm tự hào khi nói về bức tranh lao động hiện tại. Ông nhấn mạnh, Chúng tôi tạo ra công ăn việc làm nhiều hơn trong 2 năm hơn bất cứ tổng thống nào từng tạo ra trong 4 năm. Quả thật, so với mức thất nghiệp 6,3% khi ông nhậm chức, con số hiện tại đã chứng minh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Chúng tôi không chỉ khôi phục những việc làm bị mất mà còn bổ sung hàng triệu việc làm mới, ông Biden tự tin khẳng định. Tuần này, tên tuổi của ông Rudy Giuliani lại nổi lên trên các tiêu đề báo khi ông thất bại trong một kiện tụng về bôi nhục mình gây ra đối với hai nhân viên bầu cử Georgia mà ông đã vu oan là gian lận phiếu bầu. Tình trạng cháy túi của Giuliani do chi phí pháp lý khổng lồ, thậm chí có tin đồn về việc ông có thói quen nghiện rượu đã trở thành đề tài cho giới phóng viên. Nhưng một sự kiện lớn khác về Giuliani ít được chú ý hơn. Một người tiết lộ thông tin từ FBI khẳng định rằng Giuliani có thể đã bị đánh bại bởi tình báo Nga, trong khi làm việc như một luật sư và cố vấn cho Trump trong chiến dịch 2020. Những cáo buộc trên là một phần trong loạt thông tin bom tấn từ Jonathan Buma, một đặc vụ FBI. Người cũng cho biết một cuộc điều tra liên quan đến hoạt động của Giuliani đã bị cản trở bên trong cơ quan này. Vào tháng 7, Burma đã gửi một bản tuyên bố 22 trang đầy những cáo buộc gây sốc cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện và tài liệu này đã bị rò rỉ. Đầu tiên được báo cáo hồi tháng trước bởi tờ Insider, sau khi một blogger bảo thủ đã đăng nó trực tuyến. Theo bản kê khai của Burma, Giuliani đã được sử dụng như một công cụ bởi một tỷ phú Ukraine liên kết với tình báo nhà và các nhân viên tình báo nhà khác trong một chiến dịch gây hiểu lầm nhằm làm mất uy tín của ông Joe Biden và tăng cường vị thế cho Trump trong cuộc đua 2020. Hơn nữa, Burma cho biết ông đã trở thành mục tiêu của việc trả thù bên trong cơ quan này vì đã đào sâu vào vấn đề này. Hiện, FBI từ chối bình luận về những cáo buộc của Burma những tiết lộ của Burma có thể chỉ là điểm khởi đầu. Một nguồn tin am hiểu cho tờ Mother Jones hay, những người tiết lộ thông tin khác từ FBI đã tham gia vào cuộc điều tra liên quan đến Giuliani, đã tư vấn với cùng một luật sư như Burma và có thể sẽ gặp các điều tra viên quốc hội trong những tuần tới. Bản tuyên bố của Burma chỉ ra rằng Giuliani đã may mắn tránh khỏi rắc rối lớn hơn từ việc cố gắng sử dụng thông tin sai lệch từ Ukraine để làm mất uy tín của ông Joe Biden trong cuộc đua 2020. Mọi người đều biết rằng Giuliani đã rất cố gắng để khai quật và tuyên truyền những thông tin đen tối về Biden tại Ukraine, đặc biệt liên quan đến cáo buộc không có căn cứ rằng. Khi làm phó tổng thống, Biden đã ngăn chặn một cuộc điều tra về Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine. Nhưng cáo buộc của Burma rằng các quan chức FBI và Bộ Tư pháp đã ngăn chặn nỗ lực của ông điều tra những hoạt động của Giuliani và công việc của các đại sứ Nga nghi ngờ có thể đã ảnh hưởng đến cựu thị trưởng New York, có thể tạo ra một cuộc tranh cãi mới tại Quốc hội. Trong khi Cộng hòa tiếp tục cố gắng tạo ra một cuộc tranh cãi về Biden, Burisma và các vấn đề khác, bản tuyên bố của Burma cũng cố lập trường rằng vụ bê bối giả định về Biden-Ukraine đã được thúc đẩy hoặc được điều khiển bởi tình báo Nga. Và nó phản đối quan điểm mà Trump và những người bảo vệ ông đã thúc đẩy rằng FBI và Bộ Tư pháp đã liên kết với đảng Dân Chủ. Vai trò của Giuliani trong nỗ lực đảo chính của Trump và chuỗi sự kiện đen tối trước công chúng có thể làm lu mờ câu chuyện của Giuliani tại Ukraine. Nhưng, theo Burma và nhiều kết luận từ tình báo Mỹ, Dường như Giuliani đã trở thành một con rối, một người ngốc hữu ích cho những hoạt động và tuyên truyền của Nga. Burma nhấn mạnh mối quan hệ của Giuliani với Pavel Fuchs, một nhà phát triển giàu có người Ukraine, người vào năm 2017 đã thuê Giuliani và trả cho ông 300.000 đô. Fuchs từng cho tờ New York Times hay rằng ông đã thuê Giuliani để vận động tại Hoa Kỳ cho thành phố Kharkiv của Ukraine, nơi Fuchs đã sống. Giuliani đã phủ nhận việc ông được trả tiền để vận động cho Kharkiv, khẳng định ông chỉ cung cấp lời khuyên về an ninh cho thành phố này. Và Fuchs đã thay đổi quan điểm của mình, và đã cho biết công việc của Giuliani chỉ giới hạn ở việc tư vấn cho thành phố. Burma trong tuyên bố tiết lộ rằng FBI coi Fuchs là một tài sản của tình báo nhà, đặc biệt là cơ quan FSB. Điều này gợi ý rằng Giuliani có thể đã nhận tiền từ một tài sản của Nga. Burma cũng cáo buộc Fuchs thực hiện nhiều nhiệm vụ cho Nga, từ việc rửa tiền cho đến việc cố tình tạo ra tranh cãi tại Ukraine trước khi Nga xua quân. Fuchs được cho là đã tăng cường tuyên bố của Putin về việc đối phó với chủ nghĩa quốc xã tại Ukraine, mặc dù ông đã phủ nhận mọi cáo buộc. Dựa trên điều tra, Burma cho biết visa của Fuchs đã bị thu hồi và FBI coi ông là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng cho đến nay, chính phủ Mỹ chưa có hành động gì liên quan đến Fuchs, trong khi chính phủ Ukraine đang trừng phạt và điều tra ông về các tội danh. Fuchs hiện đang cư trú tại London. Burma nghi ngờ rằng, thông qua mối quan hệ với Fuchs, Giuliani có thể bị tình báo Nga lợi dụng, đặc biệt là trong việc tìm kiếm thông tin tiêu cực về gia đình ông Biden tại Ukraine. Mặc dù Giuliani và Fuchs đều khẳng định rằng mối quan hệ giữa họ đã kết thúc vào năm 2018. Burma cho rằng Fuchs có thể vẫn duy trì liên lạc gián tiếp với Giuliani thông qua Andrei Talysenko, người sau đó cung cấp thông tin cho Giuliani về gia đình ông Biden. Trong cuộc phỏng vấn với Mother Jones, Talysenko bác bỏ mọi liên quan giữa công việc của ông cho Fuchs và mối quan hệ với Giuliani mặc dù Bộ Tài chính đã trừng phạt Telizenko vào năm 2021 vì tạo ra câu chuyện giả mạo liên quan đến Nga và các quan chức chính phủ Mỹ tại Ukraine. Telizenko phủ nhận mọi cáo buộc. Giuliani đã tiếp xúc với một số người Ukraine, trong đó có Andrei Dukash, con trai một cựu sĩ quan KGB, và sau này là nghị sĩ Ukraine. Dukash cung cấp cho Giuliani thông tin chưa được chứng minh về gia đình ông Biden. Dù bị trừng phạt bởi chính phủ Mỹ vì được coi là điệp viên Nga, Dukas vẫn giữ liên lạc với Giuliani. Người mô tả Giuliani là rất hữu ích. Vào năm 2021, một báo cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết, Putin đã chấp thuận một nỗ lực tình báo của Nga nhằm ảnh hưởng đến chiến dịch của Biden và hỗ trợ Trump. Báo cáo này đã đề cập đến Dukas và cho rằng Putin có quyền kiểm soát hoạt động của ông dù báo cáo không nêu rõ tên nhưng có dấu hiệu cho thấy giuliani có thể bị nga điều khiển buma trong tuyên bố của mình đã điều tra nguồn vốn của giuliani mà ông sử dụng để tiến hành các cuộc phỏng vấn với các quan chức ukraine giuliani đã thừa nhận có gặp một số người ukraine liên quan đến nga và bào chữa rằng ông muốn tìm thông tin về những gì ông gọi là tội ác của biden tại ukraine mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh cho điều này. Burma điều tra liệu hoạt động viên Nga đã tham gia vào dự án phim của Giuliani về hoạt động kinh doanh của Hunter hay không. Dự án này dự án này dự định sử dụng thông tin từ những nguồn sau này được chính phủ Mỹ xem là thông tin giả mạo liên quan đến tình báo Nga. Giuliani đã đóng vai trò trong việc tìm kiếm nhà đầu tư cho bộ phim, nhưng bộ phim không bao giờ được sản xuất và dự án được mô tả là không chuyên nghiệp. Gần đây, gia đình nhà Munger đã kiện một số nhà hoạt động GOP liên quan đến dự án phim, nhưng không phải Giuliani. Họ cho biết Giuliani đã thuyết phục họ đầu tư 1 triệu đô la và rằng bộ phim sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Những tiết lộ của Burma mang đến thêm rắc rối cho Giuliani chúng càng làm gia tăng sự liên quan của ông đến một hoạt động bí mật của Nga nhằm nghiêng về phía Trump trong cuộc bầu cử 2020. Chúng còn đặt ra khả năng rằng Giuliani đã được bảo vệ bởi các quan chức FBI. Sau cuộc bầu cử 2016, Bộ Tư pháp điều tra xem liệu Giuliani có liên hệ không phù hợp với các đặc vụ FBI trong cuộc đua đó liên quan đến cuộc điều tra của cơ quan về bà Hillary Clinton và họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy thông tin đã bị rò rỉ cho Giuliani. Tuyên bố của Burma mang lại một lộ trình điều tra cho các cuộc điều tra có thể làm vấy bẩn danh tiếng vốn đã hoen ổ của Giuliani. Nhưng có lẽ trong cái rủi lại có cái may. Ông Giuliani đang đối mặt muôn vàng khó khăn về pháp lý. Có thể may mắn, với tất cả những tranh cãi và scandal xoay quanh ông, có thể không còn nhiều không gian trong việc đưa tin về Giuliani liên quan đến cáo buộc ông là con rối cho Putin. Và nội dung tin mà Thụy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại chương trình của ngày 2 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Ngô Phòng đây. Xin lưu ý, hôm nay sẽ không có video phần 2. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ hai tuần tới.